chào quý vị và các bạn. Hiện tại Reti đang có mặt tại Ninh Thuận và đang chuẩn bị check-in đoạn đường 9km đến Ngũ Long Công Chúa. Sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe cảm nhận của các thành viên Reti khi chuẩn bị check-in nhé. Anh chắc anh rất là hưng phấn, muốn chinh phục. Anh cảm thấy rất là vui. Anh nghĩ chắc cơn cũng khó khăn. Anh sẽ không đủ sức đâu. Nhưng mà anh sẽ cố gắng vượt qua. Anh sẽ cố gắng nha em. Vậy cố lên nha. Ok, cố lên. Cố lên Bảo ơi, bên này xong rồi nè. Đây cũng là lần đầu tiên em được đi check-in cùng công ty. Hôm bữa em tập có 10 mét à. Chương trình mình đi tới 12 cây số lận. Hơi có sự mệt mỏi trong cái quá trình đi. Cũng may mắn là mình cũng có đủ sức để vượt qua cái chặng đường đó. Cảm nhận của em thì rất là hào hứng, thú vị. Mình được hít thở không khí trong lành, mình rất là thoải mái. Mọi người rất là vui vẻ. Mọi người cùng động viên nhau để vượt qua khó khăn. Mang lại một cái kỷ niệm đặc sắc cho bản thân và sự đoàn kết gắn bó mọi người trong công ty với nhau.